như bông như cái giường này, bông như thế này hiện giờ là nó bự bằng ngón giữa rồi. Ừ. Thì bông này tầm khoảng 2 tuần nữa, 2 tuần thì cỡ 14, 16, 18, 20 ngày gì đó, là khoảng tầm khoảng 2 tuần nữa là giường này sẽ xử nhị. Thì như giường này là bắt đầu là hiện giờ là phun được là 2 cử aminokito với calcibo, là cái chai mà nửa lít phun cho 400 lít đó. Giường này thì bây giờ là chuyển qua là đang chuẩn bị phun calcibo với amin. Thì giường này là phun calcibo với amin là xác định là từ đây tới trước sổ nhị là 3 lần nữa. Chứ 7 đến 10 ngày là mình người ta pha chung với thuốc sâu ra phun luôn. Chai nửa lít cho 400 lít nước. Chai nửa lít phun 400 một cặp đó, cặp amino với calcibo. Phun 400 lít nước. Đã tỉa bông sơ một lần rồi tại vì bông trúng. Như bông này là như nãy em nói là 2 tuần nữa là sở nhị. Thì bắt đầu phun calcibo với amin là vừa tạo phấn. Khi mà mình tạo phấn được cái số lượng phấn nó nhiều á thì nó dễ đậu. Với lại thêm cái nữa mà phấn nó nhiều thì trái nó sẽ đẹp. Nó ra bên sổ nhị xong cái trái nó đẹp lắm. Mày chứ phải tỉa nữa chứ Hoàng hả? Thì cái này là phải tỉa nữa rồi. Tại vì cây này trúng bông quá cho nên tỉa nhiều quá nhà vườn cũng nó buộc. Như mấy cái chùm dưới này là được, cái gì đâu cần tỉa nữa phải không? Chỉ có mấy chùm trên này thôi. Như mấy cái chùm này là do nhà vườn mình thủ nè. Đáng lý ra một cái nhánh như thế này. Ở đây một chùm, đây một chùm. Hai cái nhánh này là mỗi một nhánh một chùm bông. Dưới ở đây một chùm bông nữa là nó ra hết 5 chùm bông rồi. Bây giờ nếu như một chùm bông như thế này, giờ mình tính đi là hiện giờ nguyên cái nhánh này là 5 chùm bông. Giờ một chùm bông như thế này mình chỉ lấy một trái thì 5 chùm bông là được 5 trái rồi. Mà hiện giờ thì trên đây thì nó cỡ 400-500 cái trái lận. Cho nên là mình không cần phải lấy nhiều như thế này. Mà giờ này thì quá kỹ rồi, làm bông rồi quá đẹp. Quên nữa, giờ này là hiện giờ là đang làm theo quy trình của Sito luôn nè. Từ nuôi cây, làm bông, nuôi bông. Hầu như là tin tưởng Sito là tuyệt đối luôn á. Như cái giờ này là chuẩn bị cho phun calcibo với amin. Còn trường hợp mà nhà vườn nó muốn mà cái bông nó đẹp nữa thì ta cộng luôn aminokito nữa. Miễn làm sao mà calcibo với amin 2 cử trước khi sổ nhị là được, là nó đủ tạo phấn rồi.